Tiulet với BK không biết là ai luôn. Cái kênh mới tin chắc là rapper mới. Ê, cái gì? Gì Nghĩ đấy? tổng mà lại. Quá là đi. Sao nói tiếng Tàu? Nè. Ờ, nghĩ nó mới lại. Đâu mà lại Đâu cái. đâu đâu đâu. Long mi. Máu mình. Quá. Sao nói Tao tiếng đi. Tàu vậy? Bảy. Chị. Bố là mỏ. Đã cô khổng lồ. Cá chích chính đâu là. Thực ra thì tao không phải rapper, gặp beat này hay nên là rap thử. Cưới bass như là drop thủ, flow như là thác, nhưng tao không phải rapper, cứ coi như tao đã sáng tác thơ. Từ cái gu làm cái MV cho tới cái từng cái nhịp cắt cái MV nha, cho tới mấy câu đầu thì tôi thấy đây là một nhân tố tiềm năng các bạn. MV đơn giản mà ấn tượng nha. Đọc luôn lời ca tại vì hát giờ. Nếu mà kinh em thì nó mắt mờ hát giờ. Nhưng sẽ thật tao không phải rapper. Đó là nghề của tao, rap là một trong số đó. Chơi hip hop như một môn thể thao, còn rap thì phải full time với nó. Cặp sách thì chỉ ăn câu, vừa bách vừa tuyển mâu là cách anh chuyển flow. Bạn thấy không? New school giờ rap rap kiểu đổi flow liên tục luôn. Tích 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 xuất hiện đâu cố vào showbiz rồi kiếm tiền sau thì sao mà viết được thứ nhiệm màu. Tao làm dịch vụ quảng cáo diễn show, tao như tranh đồng hồ thổi sáo khiển trâu. Thực ra thì tao không phải rapper, gặp beat để hay nên là rap thử. Cưới bass như là drop thủ, flow như là thác, nhưng tao không phải rapper, cứ coi như tao đã sáng tác thơ. Đọc luôn lời ca tại vì hát giờ. Cái lyric cũng ngông không, coi như tao không phải rapper tại beat này hay nên tao rap thử. Mà kinh đen khi đâu mắt mờ hustler, nhưng sự thật tao không phải rapper. 2012 nó bắt đầu tập flow, mới từ bây giờ ta còn nghe hip hop. Rap ngày đấy làm gì có tiền đâu mà sao không còn thấy still là đi rap. Hay không phải dấu kết hip hop lại sau, nó làm TVC để đi job. Đối với nó rap như mối tình đâu, phải chia tay để đi tìm mối duyên khác. Mọi thứ perfect chỉ là cần rap rõ lời ra xíu thôi. Vocal dày quá, giọng trầm quá, nó dính 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 nha. Phong phải sợ thiên hát chưa đủ uyên bác, nhưng mà duyên sáng chậm ở phiên khác. Cho cái chuyên rap rap lên show lên cả trên đi đấy. Từ Đen Vô đến NCK, thời điểm rap Việt đang phát sóng. Ờ các bạn ha, từ Đen Vô đến NCK, khắp nơi đầu phát sáng. Rapper flexing khắp chốn mà tất cả. Bạn thấy không, một cái sản phẩm mà nó có cái MV nó ấn tượng một xíu thôi là nó đã hấp dẫn rồi các bạn. Phần nhìn nó bổ trợ cho phần nghe. Hốt phàn tháng 8, mưa vừa đó mà thường ta chạy khắp. Rap là con nghệ có trong số rất nhiều con nghệ khác. Đừng tưởng ta phải thay đổi thậm chí là thể xác. Và giờ ta chỉ là thằng nhạc sĩ nhưng có thể rap phải nên là nó biến flow liên tục. Giới trẻ bây giờ lợi hại quá. Tao không phải rapper, gặp beat thì hay nên là rap thử. Cưới bass là drop thủ, flow như là thác, nhưng tao không phải rapper, cứ coi như tao đã sáng tác thơ. Đọc luôn lời ca tại vì hát sợ. Nếu mà kinh đen khi đôi mắt mờ hustler, nhưng giờ thật tao không phải rapper. Tao lại drop như pilot, ngoạc ngoạc vẽ như đường punchline. Walking hard trong silence, thành công hay tự sân lại. Họ ngồi đó ngon hạ quang phai dần. Rap hay quá. Bài này một nhân tố mới á. Mình không biết bài này rap lâu chưa mà thấy kênh mới nè. Still là đi. Ngon á. Xịn á. Tiềm năng á. Năm sau có rap Việt mà đi thi được á.